Trong buổi trao quà hôm nay, mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau. Ngồi cuối hàng ghế ở phía sau hội trường là một người phụ nữ trung niên, nhìn sự khắc khổ hiện rõ trên gương mặt của chị. Tay bế đứa trẻ đang ôm bình sữa tu ngon lành. Hỏi ra mới biết là đứa cháu ngoại thứ hai được một tuổi của con gái út năm nay 19 tuổi. Hai vợ chồng nó bỏ nhau nên hai đứa cháu về ở với tôi. Mẹ nó đi làm công nhân, lương ba cọc ba đồng Chị nghẹn ngào trong nước mắt Chị là chị Tình Thôn Cẩm Triền Xã Kim Xá Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc Hai hàng nước mắt Chị vừa khóc vừa kể Về cuộc đời hầm hiu bất hạnh của mình Chồng tôi mắc bệnh lâu năm Cả gia đình trông chờ Và thằng con trai lớn Năm nay cháu 28 tuổi Nhưng cháu nó vừa mất được 5 tháng Thì bố cháu cũng bỏ tôi mà đi Sao đời tôi lại khổ đến vậy Nói tới đây, chị ôm mặt nấc nghẹn như nuốt đau thương vào sâu thẳm trái tim mình. Đầu tháng 7 năm 2022, chị Tình cũng được giấy mời khám và phát thuốc miễn phí do bà Lệ Thu tài trợ. Hôm nay lại được nhận quà Tết Xuân Quý Mão của bà Lệ Thu, chị cảm thấy ấm lòng và không biết nói gì để cảm tạ tấm lòng yêu thương mà bà Lệ Thu dành cho mọi người nơi đây. Lần theo địa chỉ mà chúng tôi có được, đến nhà chị Tình nơi đây nhìn sự vắng vẻ u buồn chúng tôi đến không báo trước cho chị đến đây bà lệ thu cũng gửi thêm một phần quà nữa tới gia đình chị thật bất ngờ khi chúng tôi đến mời chúng tôi vào nhà chị vừa khóc vừa kể với chúng tôi vừa nhận được quà của bà lệ thu về là dâng lên thắp hương cho anh và cháu trước nhìn di ảnh chồng chị và con chị với hương khói nghi ngút những chân nhang mới trồng chất lên nhau được chị thắp lên hàng ngày cũng đủ để biết chị rất thành tâm cầu chúc cho hai bố con anh ở thế giới bên kia được siêu thoát, phù hộ cho chị và gia đình luôn mạnh khỏe để chị thực hiện những việc đang còn dang dở mà hai bố con anh để lại. Nhìn đến đây thôi mà chúng tôi người làm chương trình cũng không cầm được nước mắt. Con trai chị được hai cháu, con gái chồng bỏ cũng được hai cháu. Chị nuôi tất cả bốn người cháu, cả nội cả ngoại giờ anh và cháu đi rồi để lại biết bao vất vả trồng chất lên lưng chị nhìn ra khu vườn bỏ hoang đất đồi đá ong không trồng trọt được loại cây nào thích hợp chị bảo ở đây chỉ có đợi mưa chứ thức ăn vẫn phải đi xin nên không có nước để làm hoa màu được nên cứ bỏ hoang như vậy chúc cho chị luôn mạnh khỏe để thay chồng thay con chăm những đứa cháu còn thuê dại lên người khi chúng tôi chào ra về chị chỉ khóc và cảm ơn bà lệ thu và mọi người cuộc sống có nhiều tình yêu thương đối với cộng đồng là cuộc sống có nhiều điều tuyệt vời nhất. Chúc bà Lệ Thu cùng gia đình Xuân Quý Mão 2023 an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và ngày càng giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn hơn nữa.